Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập một bài Ben Bolero rất là hay, đó là bài Đoạn Tuyệt. Ai có sách rồi chúng ta lật ra trang 30. Ai có xăm lơ với 18 thì chúng ta chọn cho sang phần 40 bài Ben La Thứ. Rồi, chúng ta chọn bài Đoạn Tuyệt. Ai chưa có sách thì chúng ta nhìn lên màn hình và tập cùng nhau bài Đoạn Tuyệt, tác giả Thái Thịnh, style rumba, tempo 80, tông La Thứ. Intro chúng ta gồm có hai tiếng là tiếng bầu và tiếng tranh ha. Rồi bây giờ Sang sẽ mở intro của Xăm Lơ bên 18 lên cho mọi người nghe nha. Sang đọc theo luôn nhé. Mi mi đô la hai mi đê đô rê phá mi hai. Mi mi đô la hai la đô mi mi la rê hai. Mi đó tiếng tranh ha, son hai la son mi đô mi son la hai. Mi đê si đê đê mi mi la rê mi la hai ba bốn phiêu. Rồi sang tập nhé. Rồi, tiếng bầu trước ha. Kéo về. Rồi, mì rê. Đô thăng. Đô đến mì là đô thăng, nhích cho đô thăng. Rê rung, pha thăng. Rồi, giọng thứ hai. Mì nhích cái. Mì lá rê đánh nhanh gì nó gạch dưới ha, đổi tiếng tranh. Nhích mì lá xanh mì đánh nhanh rồi nhích cái rung nè mì dòng dòng cuối nè chiến thân nha si đánh nhanh nè rồi xong đánh một đoạn cho mọi người nghe nhé. Rồi ha, chúng ta vô bài ha. Thầm chào nhau thôi. Thầm. Rung bút rê ha. Rồi vĩnh biệt người ơi. Vĩnh biệt ta rung bút rê. Tiếp tục dòng thứ hai. Kéo nhẹ về. Đồ nay dây nhích đồ. Rồi dòng cuối cùng nha. Kéo nhẹ nó si ha. Kéo nhẹ nó si về. Tiếp tục. La ha mì dưới đố trên rồi nhích trung đồ từ đây ha từ đây nhích trung nè nhích cái đúng luôn giờ đời tôi nhích rồi ha xong ha cũng đơn giản mọi người rồi bây giờ Sang sẽ đánh một đoạn đầu cho mọi người nghe nha. Phần thứ hai giống như phần đọc nèo đường năm xưa ha, giống y chang vậy ha. Rồi, vì lý do bản quyền cho nên sang vào phần điệp khúc luôn. Điệp khúc. Yêu thương cho nhau, kéo nó mê về. Đẹp trong nhất nè. Đụng đồ ha. Giọng thứ hai. Là xón, xón kìa. Giọng cuối nè, kéo rung nè. Kéo nhẹ về rung luôn. Rồi kéo rung tiếp. Tiếp tục. Rồi, sang đánh thử mọi người nghe nhé. Oán khiến
cho tôi là quýnh y chang giống vậy là ra ha. Rồi mọi người áp dụng qua là qua. Rồi phần cuối nó giống cũng y chang không đầu nữa xong. Rồi và bài này coi như xong ha. Và Sang sẽ đánh lại từ đầu tới cuối và cho nó tự intro và Sang sẽ đánh lại từ đầu tới cuối cho mọi người cùng tập theo ha. Và vô bài Sang mấy band nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Đến đây là kết thúc ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở bài kỳ sau.